Uống là gì? Là phải giữ ấm cái chân từ thắt lưng xuống gan bàn chân, chứ không phải là ở trên mặc thật dày áo vào, xong ở dưới cái chân mặc mát ra. Và cái chỗ tử huyệt của chúng ta đó là cái cổ chân. Kiểu gì cũng phải bọc cái cổ chân nó ấm lại thì nó mới không rét. Các bạn đi cái tất ngắn xong rồi là mặc cái quần bò dài, à quần bò ngắn, thế là nó hở cái cổ chân ra, xong cứ đứng run cầm cập với em rét. Uống được cái chân thì khi trời lạnh như thế này yêu cầu mặc ít nhất là hai lớp quần, chứ không phải bảo là thôi cô em mặc quần ấm rồi, và mặc quần ấm thế nào em mặc một cái quần bò dày không có giá trị gì hết. Thưa các bạn, cái quần bò không có chức năng chữa ấm cho dù nó có dày đến mấy. Và hai lớp quần để làm gì? Để chúng ta tạo ra một lớp không khí ở giữa, và cái chính cái lớp không khí ở giữa đó nó mới là cái thứ giữ ấm cho chúng ta. Có những bà cãi bảo tôi mặc cái quần lông này dày lắm, là dạ thưa cái quần lông một cái cũng không đủ ấm. Phải mặc hai cái lớp quần, một lớp đầu tiên đó là cái lớp quần ấm có sát vào chân ấy ở trong, và phía ngoài là một cái lớp quần dày thì mới ấm được. Và sau khi các bạn đã mặc ấm xong rồi thì ở trên các bạn thích mặc bao nhiêu áo, chứ không phải là chơi thật dày ở trên rộng dưới. Trời ơi, tôi đi ra đường có những cô mặc trên đông dưới hẹ, xong ngồi đi hát ở còn một máy, xong có một là còn nhìn một cô giữa trời 8 độ mặc cái váy mỏng tách như ra đường chân hở. Mà thế sao em lại mặc cái này để chẳng chiếc vest đâu về, chẳng đâu đâu mà không mặc đâu ngồi trong bệnh viện. Ở Trung Quốc ấy là người ta mặc cho trẻ con ấy, là người ta mặc là giày ở cái quần, xong rồi sau đó thì bịt cái tai ấm lại đúng cái chỗ mà huyệt phong thủy huyệt đấy, phong vì cái chỗ ấy thật ấm lại. Xong trời mùa đông đang rét cuốn hút ra như thế này, ném đứa trẻ con ra bãi cỏ bò chẳng sao cả, bố mẹ cứ vứt cỏ này cho bò thoải mái, gió cuốn hút gió ở bên ấy xong hơn bên mình nhiều. Cho nên các bạn nhớ cho là khi các bạn đi xe máy trời mùa đông ấy, tốt nhất là có một cái bịt tai, cái bịt tai như cái tai nghe các bạn bịt lại từ đằng sau gáy hiện ra cái phía tai này, thế là nó bịt được hai cái huyệt tử huyệt cho các bạn và các bạn đi thoải mái. Tiếp nữa là các bạn phải đi găng. Đi găng làm gì? Để bọc cái huyệt thái huyệt với luyệt huyệt này lại, gió nó lùa vào đấy cho một cái thì cảm lạnh ngay. Nhưng cái chỗ dễ bị cảm lạnh nhất thì cứ phơi ra, mà trong khi đấy thì người thì nó chả làm sao lại mặc rõ giày vào á. Xong các bà các mẹ cứ đi phủ một cái khăn sữa đằng trước cho con, em giữ cái ngực cho cháu nó ấm cho nó khỏi ho, nhưng mà ở dưới thì rối thì hở, mà chân thì cái chuồng cháu nó lại chả ho. Thế nên tại sao mà trẻ con nước ra nó cứ thò lò mới xanh, bởi vì không biết cách bảo vệ. Chứ các bạn cứ mặc ấm cho cháu thử mà xem, chả cái đứa nào khó lo hết đâu.